Cảm ơn Chúa, hy vọng chúng con sẽ được nghe tiếng của Cha. Xin mời Cha giáo lên tiếng. Bây giờ nghe được chưa ạ? Dạ vâng, chúng con nghe được tiếng của Cha rồi ạ. Vâng, tôi xin lỗi tại vì vấn đề technology tôi cũng không có rành, cho nên khi mà nó bị chuyện gì thì tôi không biết làm sao hết. Bây giờ tôi vào vấn đề luôn nhé. Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề đối thoại và cảm thông. Mà chúng ta biết vấn đề đối thoại và cảm thông là một phần ở trong đời sống của con người. Dân gian họ có một cái câu là sao? 3 tuổi là đủ để học nói, nhưng mà cả một cuộc đời không đủ để mà lắng nghe. Có miệng không có nghĩa là biết nói, có mắt không có nghĩa là biết đọc, có tay chưa chắc đã là biết viết, vì vậy có tai không có nghĩa là biết nghe. Ngay từ nhỏ thì chúng ta đã được học nói, học viết, học đọc rất là nhiều. Vậy thì chúng ta học lắng nghe từ đâu? Đây là một trong những kỹ năng nó rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta, trong việc giao tiếp. Ông bà dạy cho chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở. Cho nên ông bà cũng dạy chúng ta có 2 tai là để lắng nghe, 1 miệng là để cho chúng ta nói. Trong vấn đề đối thoại, dân gian dạy cho chúng ta nói là mình gieo, nghe là mình gặt. Nhưng mà điều đáng buồn là nhiều khi chúng ta không muốn gặt và chúng ta không muốn gieo mà thôi. Có biết bao nhiêu câu chuyện, có những người tôi muốn nói tới vấn đề đối thoại và cảm thông trong đời sống, nhất là với vợ chồng. Có những người, những cái câu chuyện thật xảy ra, có những người vợ hoặc là những người chồng mà ở trong cái phone đó, người ta thấy có hàng bao nhiêu cú điện thoại gọi cho một người ở một tiểu bang khác. Rồi khi người phối ngẫu của mình phát hiện ra, họ sốc. Lý do tại sao? Tôi không nói những hình ảnh hoặc là những tư tưởng có tính cách ngoại tình. Tôi nói đây là vấn đề thông cảm, là bởi vì khi người phối ngẫu của mình đau yếu, buồn phiền, hay là khi ở trong gia đình con cái có chuyện rắc rối, hay là khi ở bên nhà vợ, bên nhà chồng gặp nạn, hay khi có một người bạn thân mới qua đời, cái danh sách nó có rất nhiều chuyện xảy ra. Những lúc đó, có một người muốn, họ muốn được có một người lắng nghe, nhưng họ không tìm được ai để lắng nghe. Và đó là lý do tại sao họ phải gọi những người ở những tiểu bang khác. Bởi vì chính những người ở tiểu bang xa, họ có thể lắng nghe được, và đó là điều họ cần. Ở trong thư của Thánh Giacôbê gửi cho chúng ta, chương 1 câu 19, Thánh Giacôbê viết: anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận dỗi. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Thánh Giacôbê nói với chúng ta là hãy lắng nghe và đừng giận dỗi. Rồi tôi cũng muốn nói ở đây, ở trong sách gọi là sách Châm Ngôn. Sách Châm Ngôn dạy cho chúng ta rất nhiều. Ở trong sách Châm Ngôn chương 2 viết làm sao? Nếu con lắng tai nghe, lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, thì con sẽ trưởng thành. Hay là trong câu 18, chương trong sách Châm Ngôn chương 18 câu 13 viết là kẻ chưa nghe đã vội cãi sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Ở trong chương 25 viết làm sao? Đối với những kẻ biết nghe lời trách cứ của người khôn ngoan, cũng tựa như những vàng hay kiền vàng hảo hạng cho họ. Ở đây tôi chỉ muốn đưa ra một vài câu thôi để nói tới việc chúng ta đối thoại hết sức quan trọng. Ở trong phúc âm của Luca chương 9 hoặc của Matthew chương 17 hoặc là trong phúc âm của Marco chương 9 đều kể chuyện là khi Chúa Giêsu biến hình ở trên núi, thì các môn đệ thấy có ông Môsê và ông Elia đến đàm đạo. Rồi có một đám mây, có tiếng nói từ đám mây nói: đây là con ta yêu dấu, lắng nghe lời người. Tôi dùng hình ảnh này để nói tới anh chị em, gia đình của anh chị em, nhất là vợ chồng, ngày mà anh chị em cầm tay nhau lên trước bàn thờ để thề hứa sẽ chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời. Thì ngày đó, chính tiếng nói ở trên trời, như lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa ở trên sông Jordan, cũng là lúc anh chị em cầm tay nhau để gắn bó trong bí tích hôn phối.
thì lời tiếng nói ở trên trời nói với anh chị em, đây là con ta yêu dấu, lắng nghe lời vợ con, lắng nghe lời chồng con. Rồi trong phúc âm của Luca chương 10, khi Chúa Giêsu đến với nhà của Maria và Martha, thì Martha vội vàng, lo lắng, tốt lành, lo lắng nấu ăn để đón tiếp khách. Maria thì ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Và chúng ta biết câu chuyện trong chương 10, Chúa Giêsu nói là Maria đã chọn phần tốt nhất. Ở đây tôi muốn đi lại chuyện lắng nghe ở trong đời sống gia đình, nhất là giữa vợ chồng, vô cùng quan trọng. Câu chuyện của ông bà chúng ta, giữa ông A-dăm và bà Eva, ở trong sách Sáng Thế chương 21, trong chương 3, nói đến khi bà Eva nói với ông A-dăm là hãy ăn trái này đi. Thì ở trong sách Sáng Thế kể cho chúng ta nghe, không nghe ông đối thoại. Người đàn bà thấy trái đó thì ăn, thấy ngon, trông thì đẹp mắt, đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái ăn rồi đưa cho chồng, ông cũng ăn. Không thấy có đối thoại. Mà trong cái đoạn, trong phúc âm, trong Kinh Thánh chương 3 của sách Sáng Thế, thì con rắn nó còn nói chuyện với bà Eva nhiều hơn là ông A-dăm. Nhưng qua tới chương 21, thì ở đây có một đoạn Thiên Chúa nói với ông Abraham. Ở trong chương 21 câu 12, Thiên Chúa nói với Abraham, đừng bực mình về chuyện đứa trẻ và người nữ tỳ của ngươi. Tất cả những gì Sarah nói với ngươi, cứ nghe. Bởi vì chính nhờ Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Ở đây Thiên Chúa nói với Abraham, hãy nghe lời Sarah là bà vợ của ông. Những gì bà nói cứ nghe đi, rồi mọi sự sẽ được bình an. Chúng ta hiểu cái câu chuyện của ông Abraham. Khi ông chưa có con, thì thiên thần hiện ra và nói, trước đó thì bà Sarah nói với ông Abraham là hãy ăn ở với người tôi tớ của bà, là bà Hara, để rồi có một đứa con tên là Ishmael. Nhưng mà sau này khi có thai Isaac, thì Thiên Chúa nói với Abraham cái gì? Hãy lắng nghe lời của Sarah. Bà nói cái gì thì nghe cái đó. Bà nói là hãy để cho Hara đi. Bà nói là hãy tạo cho một cái mái ấm gia đình, một cái sự êm ấm, hạnh phúc, bình an trong gia đình. Hôm nay tôi muốn nói tới vấn đề đối thoại, mà đối thoại phải có sự cảm thông, đặc biệt ở trong vấn đề hôn nhân. Bởi vì một hôn nhân tốt là một hôn nhân hướng thiện, là một hôn nhân nhìn vào ở trong Kinh Thánh để thấy rằng hôn nhân mở rộng cho hạnh phúc, cho tin tưởng. Điều mình biết là cái hôn nhân nào cũng có sóng gió cả. Rồi có nhiều hôn nhân có những thói quen xấu, cho nên cuối cùng hôn nhân trở nên lạnh lùng. Và một khi không đối thoại, hai vợ chồng trở nên lạnh lùng thì dễ đem đến sự chia rẽ. Vậy thì chúng ta đặt một cái câu hỏi, phải đối thoại như thế nào? Nhiều anh chị em, nhất là các bạn trẻ, đến nói với những người phụ trách về đời sống tinh thần, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Thật ra không phải là họ không nói chuyện với nhau, họ vẫn nói, nhưng mà nói rất ít. Đúng ra họ muốn nói là vợ chồng chúng tôi nói chuyện nhưng mà không hiểu nhau nữa rồi. Cho nên những việc gì cần nói họ không nói nữa. Đương nhiên cũng có những trường hợp thật sự họ không nói. Nhưng ở đây cái ý của họ là bây giờ chúng con nói chuyện mà không hiểu nhau nữa rồi. Thật sự là mọi người luôn luôn nói chuyện, và ngay cả khi các bạn chọn sự im lặng, không nói chuyện với người phối ngẫu của mình, thì đó cũng là một lối đối thoại. Đối thoại của sự im lặng. Câu hỏi đặt ra là người và bạn đời của mình có nghe mình nói gì không? Người chồng, người vợ của mình có nghe mình nói gì không? Mà điều mình cũng biết ở trong kỹ thuật nói, nhất là ở trong đời sống vợ chồng, người ta cũng dạy cho biết, trong xã hội cũng như ở trong đời sống gia đình, 30% của những gì mình bắt được là qua âm thanh, còn 70% nó nằm ở trong cử chỉ, ở trong thái độ, ở trong biểu hiện của ánh mắt. Vì thế, cách mà chúng ta lắng nghe, nó hình thành cái con người của mình. Vậy, câu hỏi đặt ra cho những người mà chúng ta tìm hiểu, nhất là các nhà xã hội, các nhà tâm lý, tại sao mà chúng ta không đối thoại với nhau được? Tại sao mà người đứng trước mặt mình không nghe mình? Người ta đưa ra thường thường có 10 lý do. Lý do thứ nhất
là bởi vì nhiều khi mình nói cho người khác mà trước đây mình không lắng nghe họ thì làm sao họ lắng nghe mình. Thứ hai, ngay cả khi mình nói, nhiều khi mình cũng không muốn thật sự người đó nghe mình, cho nên mình nói có tính cách qua loa, đừng trách họ. Thứ ba, có những lúc mình nói mà mình cũng không chắc chắn những điều mình nói bâng quơ, mình nói mà người ta không có cái cảm tưởng là thật sự mình muốn chia sẻ. Cái thứ tư, nhiều khi chính anh chị em nói, mà anh chị em nói một cách không rõ ràng, rồi cuối cùng mình trách là tại sao họ không nghe. Thứ năm là nhiều khi mình nói mà mình nói những điều đó không thích hợp, họ không muốn nghe bởi vì nó không hợp. Điều thứ sáu, nhiều khi có những điều mình cứ càm ràm, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, đến một độ người ta cảm thấy nhàm chán, và khi có những sự thật xảy ra, những lúc mình muốn nói, họ không còn nghe nữa. Chúng ta nghe câu chuyện của đứa bé hả? Nó cứ nói là có chó sói, có chó sói. Nó la lên, ban đầu người dân trong làng còn sợ. Riết rồi, người ta nghe nó riết rồi quen. Thành ra khi chó sói thật chạy về làng, thì không ai đến để mà cứu nó nữa. Bởi vì có thể mình càm ràm, mình nhắc đi nhắc lại hoài, chán. Cho nên lần sau khi mình nói những chuyện, nó có tính cách quan trọng, họ cũng không muốn nghe. Hoặc là điểm thứ bảy, có thể là người đối diện với mình chưa sẵn sàng, không sẵn sàng. Họ đang bận rộn, họ đang tập trung làm việc này, việc kia mà mình nói. Rồi sau đó mình trở lại trách họ là tại sao lúc đó tôi nói mà chị không nghe, anh không nghe. Là bởi vì lúc đó chưa phải là lúc mà họ sẵn sàng để nghe mình. Hoặc là điểm thứ tám, là vì nhiều khi chính mình bắt đầu một cách đối thoại mà cái đối thoại của mình không chấp nhận được chẳng hạn. Mình nói có tính cách tiêu cực, mình nói có tính cách hàm hồ, mình chưa nói mình đã bắt đầu mắng chửi họ, rồi dùng những cái ngôn ngữ thiếu tế nhị, chưa gì vào đã mày tao chẳng hạn, nổi nóng chẳng hạn. Rồi điểm thứ 9, nhiều khi mình nói cho họ, mà khi họ trả lời, khi họ hỏi mình, ô có phải là em nghĩ như vậy không, có phải là, chưa gì mình đã liên tục cắt ngang họ. Làm sao họ có thể nói chuyện với mình được? Và điểm thứ 10 là đôi khi mình chính bản thân mình, sau khi nói chuyện với họ, họ chia sẻ với mình, thì mình biến những cái câu chuyện mình nói trở thành điều người ta gọi là gossip, tức là nói hành, nói xấu, nói sau lưng. 10 điểm mà tôi nói ở trên, nó rất là thông thường. Và vì thế, trước khi mình muốn nói tới vấn đề đối thoại và cảm thông trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn, thì mình cần phải đấm ngực để coi thử tại sao người ta không lắng nghe mình. Nên nhớ, đứng trước người phối ngẫu, đứng trước những người ở trong cộng đoàn, mình cần có sự cảm thông, cần có sự đối thoại để mình làm việc chung với nhau. Và mình có thể trở thành những con người lắng nghe, cần phải lắng nghe. Mà lắng nghe có thể gọi là lắng nghe tích cực, active listener. Những người lắng nghe tích cực, những người active listener, họ có thể hiểu được mình rất là nhiều. Và đây là điều quan trọng. Có rất nhiều dạng lắng nghe chúng ta hiểu. Có những người họ nghe để họ chỉ biết tin tức là cái gì thôi. Có những người họ nghe để họ hiểu. Nhưng có những người họ nghe để họ học hỏi. Và trong đời sống gia đình, việc lắng nghe để học hỏi vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta, vợ chồng cũng như cha mẹ với con cái, cần phải học để hiểu nhau. Ở trong các cái chương trình thăng tiến hôn nhân, chúng ta thấy người ta dạy cho những người, nhất là trong đời sống vợ chồng, trong đời sống cha mẹ với con cái, có 6 dạng đối thoại, có những cái dạng đối thoại. Thứ nhất là những dạng đối thoại hết sức cơ bản, ăn cơm chưa, cơm nấu xong rồi. Tất cả những cái này người ta gọi là những cái sự kiện, những cái sự đối thoại có tính cách, gọi là nói chuyện hàng ngày. Thứ hai là những đối thoại nó mang tính cách quan trọng hơn. Nó nói đến sự cộng tác của người phối ngẫu của mình, partnership. Chẳng hạn, vợ chồng chia sẻ với nhau về trách nhiệm giáo dục con cái, về tiền bạc, bà con hai bên chẳng hạn. Những chuyện này nó quan trọng và nó đòi hỏi có sự chú ý, bởi vì nó cần để có một hôn nhân lành mạnh. Cái thứ ba là có những đối thoại dùng để giải quyết những khúc mắc. Đây lại càng quan trọng hơn nữa. Bởi vì trong gia đình, khi chúng ta gặp những khúc mắc conflict, những khác nhau ở trong quyết định về tiền bạc chẳng hạn, về giờ chơi, về bạn bè, đến mình mời ai, rồi con cái của mình học trường nào làm cái gì, hay là mình có nên làm từ thiện hay không,
rồi vợ chồng có những cái khúc mắc với nhau. Nếu có những cuộc đối thoại để giải quyết những khúc mắc này, thì chúng ta phải biết được cái tầm quan trọng của nó, phải ngồi lại với nhau. Tôi muốn nói với anh chị em một điều. Mục đích của không hôn nhân không phải là để tránh những xung đột đâu. Bởi vì trước sau nó cũng có. Làm thế nào để tìm cách giải quyết xung đột? Tránh xung đột là tốt rồi, nhưng làm sao mình có thể tránh cả đời? Vì thế, trong hôn nhân, cố gắng cầu nguyện, học hỏi làm thế nào để mình có được một cái cảm nghiệm là không phải mình tránh những cái xung đột, mình tránh những cái khúc mắc, mà mình học cách để mình giải quyết những khúc mắc. Và người ta cũng thường nói, con cái của những người ở trong các gia đình mà đã ly dị đó, thường thường nó tìm cách để tránh những cái xung đột. Và một cái hậu quả là khi gặp xung đột, nó không biết làm thế nào để đối phó. Rồi điểm thứ tư là những cái con người ở trong gia đình, khi chúng ta biết liên kết với nhau, gắn bó với nhau để mà đối thoại, thì những buổi làm việc chung, cơm chung, cầu nguyện chung vô cùng quan trọng. Làm thế nào để vợ chồng không nhiều, không cần nhiều, nhưng ít nhất có những thói quen ăn cơm chung, cầu nguyện, đọc một kinh cũng được, nhưng phải là đọc chung. Cái đó mới quan trọng. Điểm thứ năm là những bộc bạch, những cái tỏ hiện, những sự chia sẻ tự mình nói ra với người phối ngẫu của mình. Đương nhiên mình cũng mong người phối ngẫu của mình nói lại với mình như vậy. Vậy thì khi anh chị em đối thoại, khi anh chị em nói chuyện, chia sẻ với con cái, làm thế nào để đừng mình, trước hết mình là người nói chuyện, cố gắng đừng có phân tâm, đừng có chia trí, nhất là những cái câu chuyện nó có tính cách quan trọng như tôi nói. Chẳng hạn, cố gắng để giải quyết một cái khúc mắc giữa gia đình. Rồi mình cũng phải cần để ý người phối ngẫu, người anh chị em đối diện của mình, họ đang làm gì? Liệu họ có đang nghe, lắng nghe mình hay không? Rồi bản thân những người được nói, nên nhớ khi mình lắng nghe, mình phải hiểu rằng lắng nghe không phải chỉ bằng tai, mà bằng cả tất cả con người của mình. Nó nói lên được, người ta gọi là sự hiện diện, full present. Tức là mình hiện diện bằng ánh mắt, bằng nụ cười, tỏ ra sự chú ý để người phối ngẫu, nhất là những lúc họ căng thẳng, họ biết được họ có người chia sẻ. Và nhất là trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng phải lắng nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta phải lắng nghe tiếng của lương tâm. Ồn ào quá, tôi ở trong các cái nhà tu thì tôi không nói, trong chủng viện bắt buộc phải có tĩnh tâm mỗi tháng một lần, bắt buộc phải có tĩnh tâm mỗi năm một tuần. Những chuyện đó rất hay, bởi vì nó làm cho con người mình tĩnh tâm lại để mình có thể đối thoại. Anh chị em cũng nên tìm những giây phút lắng đọng lại, bởi vì vợ chồng có những lúc mình không giải quyết được những khúc mắc, nhưng trong lắng đọng, trong bình an, anh chị em sẽ làm được. Vậy thì làm thế nào để mình cải tiến, mình thăng tiến việc đối thoại, không phải chỉ bằng lời nói như tôi nói, mà bằng cả ánh mắt, bằng cả nụ cười, bằng cả những cái cử chỉ của mình. Tiếng Mỹ nó gọi là non-verbal communications. Cái cách thức mà mình diễn tả, bởi vì tất cả những việc này nó chiếm một phần lớn ở trong vấn đề đối thoại. Riêng đối với chúng ta là những người lắng nghe, tập lắng nghe, bởi vì người đời ngày nay họ không muốn nghe, họ chỉ muốn nói thôi. Tránh phân tâm. Nếu được, hai vợ chồng muốn lắng nghe nhau, chọn những cái khung cảnh im lặng, chọn những cái giây phút mà mình nghĩ là mình có thể nói chuyện với nhau được. Cố gắng tỏ ra cho người khác tin là mình đang lắng nghe họ. Và như tôi nói, cần có sự hiện diện với nhau. Đâu là bài học khi anh chị em lắng nghe nhau? Thứ nhất, muốn lắng nghe người khác, đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Lắng nghe đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Thứ hai, lắng nghe là một hành động của yêu thương. Không dễ gì mà chúng ta nghe nhau. Cho nên muốn nghe người khác, mình hãy coi như đây là một hành động bác ái, yêu thương khi có người cần mình. Biết đâu, chỉ vì mình bỏ ra một vài phút để lắng nghe, mà mình cứu vớt được rất nhiều những gì đằng sau đó. Cái thứ ba, đối với chúng tôi là những nam nữ tu sĩ, việc ngồi lắng nghe anh chị em, lắng nghe người khác là một công việc mục vụ. Những anh chị em nào làm việc ở trong cộng đoàn phải hiểu rằng có rất nhiều người đến với anh chị em, họ không đến để tìm câu trả lời.
Họ có câu trả lời rồi. Họ chỉ muốn chúng ta nghe. Và vì thế khi họ tới để họ nói, ráng ngồi nghe. Lắng nghe là một mục vụ. Và cái thứ tư, những người biết lắng nghe là những người có một đối thoại tốt, là những người mà họ đối thoại làm cho người khác hiểu được họ muốn nói gì. Những người không biết lắng nghe là những người không biết đối thoại. Và cuối cùng, những người biết lắng nghe là những người phản ánh được tương quan giữa chúng ta đối với Thiên Chúa. Như Ngài yêu cầu chúng ta cũng phải nghe. Chúng ta có một cái bài hát là lắng nghe tiếng Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống đó. Là bởi vì chúng ta nghe rất nhiều, nghe lời Chúa hàng tuần. Nhưng muốn lắng nghe tiếng Chúa thì phải có những giây phút tĩnh tâm. Cũng vậy, lời nói vợ chồng có những giây phút, hoặc là lời nói giữa anh chị em cha mẹ với con cái, có những giây phút chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không hiểu. Phải tìm những giây phút chúng ta có thể tĩnh tâm mình được để lắng nghe nhau. Và khi chúng ta lắng nghe, nó phản ánh tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta thật sự lắng nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn của mình. Thư của Thánh Gioan nói làm sao? Ai không yêu anh chị em là không yêu Thiên Chúa. Vì vậy, tôi chỉ muốn kết luận. Lắng nghe đưa đến cảm thông. Bởi vì lắng nghe tự nó là một hành động của tình yêu, của bác ái. Nên khi chúng ta nghe nhau là chúng ta hiểu nhau, cảm thông cho nhau. Chúng ta cần nghe hơn cần nói. Lắng nghe nó giúp cho chúng ta thành công ở đời. Người đời nói làm sao? Nói là bạc, im lặng là vàng. Victor Hugo, một người viết một cái câu cũng rất là hay. Hãy lắng nghe một người phụ nữ, hãy lắng nghe một phụ nữ nói bằng đôi mắt của nàng. Lắng nghe không phải bằng lời nói, bằng những cử chỉ, bằng những thái độ chung quanh. Và các thánh giáo phụ dạy cho chúng ta, khi có người bước vào đời sống cầu nguyện, người ta nghĩ rằng người ta sẽ phải nói nhiều với Thiên Chúa. Nhưng khi họ đạt được một trình độ cao để hiểu được cầu nguyện là gì, thì ở chiều sâu thẳm của nội tâm, người ta mới biết rằng cầu nguyện chỉ là im lặng và lắng nghe. Để hiểu một người không cần phải nói. Và cuối cùng, đôi khi người vợ, người chồng phải hiểu rằng những người khác đến nói chuyện với bạn, không phải họ cần câu trả lời, không phải họ đến để tìm sự khôn ngoan của bạn cho họ một cách giải quyết. Họ chỉ cần để tìm một người lắng nghe họ. Và khi lắng nghe, họ tự họ có thể giải quyết được vấn đề rồi. Hôm nay chúng ta nói về đối thoại và cảm thông, nhất là ở trong đời sống gia đình, nhất là đối với cha mẹ và con cái. Tôi biết chúng ta đã nói quá nhiều, và tất cả những xích mích, tất cả những khó khăn xảy ra ở trong đời sống, phần lớn cũng chỉ vì do chúng ta nói quá nhiều. Vì thế hôm nay, trong tuần này, trong tháng này, cố gắng học thế nào để chúng ta biết lắng nghe. Và lắng nghe là một hình thức nói, lắng nghe là một hình thức đối thoại trong im lặng. Như chúng ta đến với Thiên Chúa mà các thánh giáo phụ nói, những em bé mới bắt đầu cầu nguyện, đó là chúng ta, là những người tưởng rằng mình phải nói cho Thiên Chúa thật nhiều. Nhưng khi đi vào chiều sâu của nội tâm, sự sâu thẳm của tâm hồn, thì lời cầu nguyện sâu thẳm chính là im lặng và lắng nghe. Vì thế lắng nghe nhau là một hình thức đối thoại đầy cảm thông và sâu sắc nhất. Tôi muốn kết ở đây. Rồi tôi muốn trả lời một vài câu hỏi, chắc là nhờ có ai đọc cái câu hỏi cho tôi rồi tôi sẽ trả lời ha. Ở đây tôi vì mấy anh gửi qua cái đó tôi không có mở ra được nhé. Vâng, thưa cha, bây giờ chúng con sẽ đọc các câu hỏi và có in rồi ra trên màn hình. Thưa cha, có một số gia đình trẻ không còn tham gia vào các sinh hoạt công giáo như tham dự thánh lễ buộc với lý do vì bận công việc, hoặc vì giáo hội không hoàn hảo. Sự việc này gây bất hòa trong gia đình với bố mẹ của họ. Xin cha cho biết ý kiến. Tôi biết tất cả bố mẹ nào mà gặp con cái nó không đi lễ đi lạy nữa thì cũng buồn phiền lắm. Mà chưa nói ở trong câu hỏi nó là gây bất hòa đối với gia đình. Bây giờ cái câu trả lời của tôi có hai phần. Phần thứ nhất là vấn đề đức tin. Và phần thứ hai là sự bất hòa.
Đức tin là một ơn Thiên Chúa ban tặng. Và vì nó là một quà tặng, cho nên con người cần phải đón nhận. Sắp sửa tới Giáng sinh, đôi khi chúng ta cho con cái mình một quà tặng, mà một hai tháng sau mình bước vào trong phòng, mình thấy nó vẫn còn để đó, nó không mở ra, bởi vì nó giận dỗi. Chứng tỏ là phần thưởng mình giao cho nó, quà tặng mình giao cho nó không đón nhận. Đức tin là một phần quà tặng Thiên Chúa ban cho. Chúng ta là những người làm cha, làm mẹ, đã có bổn phận giao cho con cái, rửa tội cho nó, đem lại cho nó đức tin rồi. Bây giờ là lúc nó phải nhận cái quà tặng mở ra, và vì thế nó phải biết đọc kinh, đi lễ, tất cả những cái đó. Có hàng trăm ngàn nguyên nhân tại sao các em nó không đi. Nhưng mà tôi muốn nhắm vào vấn đề thứ hai. Nếu trường hợp nói chuyện với bằng trẻ, tôi sẽ nói về vấn đề đức tin. Nhưng ở đây tôi muốn nói về vấn đề bất hòa. Đôi khi bất hòa là một điều cần thiết phải có vì đức tin. Có những người cho rằng nóng nảy là một điều không đúng. Đúng, một điều, tức là tôi đã ý của tôi nói là một điều không đúng đó. Đúng là một điều không đúng thật. Nhưng đôi khi có những phút giây, có những giây phút sự nóng nảy nó cần thiết. Ở trong phúc âm của Gioan chương 2, kể chuyện Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem, và khi Ngài thấy những người buôn bán ở trong đền thờ, thì Ngài đã nổi nóng đến độ Ngài lấy dây buộc lại và đuổi người ta, quýt, gọi là quýt dây quất, đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Sự nóng nảy cần thiết khi chúng ta đứng trước những bất công, đứng trước nạn phá thai, giết người một cách vô lý, đứng trước những áp bức, đứng trước những người bỏ đức tin, đứng trước những cảnh của những con người khinh cha, giày xéo mẹ, mà chúng ta không bực tức, không được. Đã như vậy, ở trong Kinh Thánh cũng nói tới, ngay cả việc Thiên Chúa đôi khi cũng nổi giận, là bởi vì Gomorrah, Somorrah, những thành này nó phạm tội. Vì thế, việc bất hòa giữa gia đình đôi khi có sự cần thiết. Tôi muốn nhắc lại là ở trong phúc âm của Luca chương 12, ở trong phúc âm của Luca chương 12, Chúa Giêsu nói đến việc ở từ câu 51 cho tới câu 53. Chúa Giêsu nói, anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Chúa Giêsu ở trong phúc âm của Luca chương 12 nói có sự chia rẽ. Và sự chia rẽ này nguyên nhân là bởi vì vấn đề đức tin. Ở đây tôi không khuyến khích chia rẽ, nhưng tôi chỉ muốn nói với tất cả những cha mẹ mà đôi khi vì vấn đề đức tin làm cho con người mình phải gọi là bực tức với con cái đến độ chia rẽ, đôi khi là sự cần thiết. Tôi chỉ muốn kết luận như thế này. Việc anh chị em bực mình với con cái và đôi khi đem sự bất hòa là một sự bất hòa cần thiết. Tuy nhiên, đừng vì như vậy mà làm mất tình con cái. Ý tôi muốn nói, mình khuyên nhủ nó, mình nói nó, và đây là những điều mình cần phải nói. Khi nó không đi, nó không muốn nghe, mình cũng phải nói. Chỉ có điều là bên cạnh vấn đề đức tin, ngoài việc mình nói về vấn đề nó đi lễ hay không, thì những cái điều khác mình vẫn thương yêu nó như thường. Chứ không phải bởi vì vấn đề này rồi mình đẩy nó ra, mình coi giống như là loại nó ra khỏi gia đình, thì tự nhiên nó cảm thấy là mình hất hủi nó. Còn nếu mình phân biệt đâu là tình thương, nấu ăn vẫn cứ có cái gì ngon đưa cho nó, nhưng mỗi một lần đụng tới vấn đề đức tin mình cứ phải nói, thì đây là điều mà Chúa Giêsu đã nói ở trong phúc âm của Luca rồi. Sẽ đến lúc mà gia đình chia rẽ chỉ bởi vấn đề đức tin. Và đây là sự chia rẽ đôi khi cần thiết. Nếu chúng ta im lặng và đồng lõa và làm như vậy, đôi khi con cái bây giờ có thể nó giận mình, nhưng 10 năm, 20 năm sau, hay là đôi khi khi ông bà không còn nữa, nó mới thấy được cái giá trị của lời cha mẹ khuyên nhủ cho nó nhé. Cảm ơn cha. Thưa cha, câu hỏi số 2 về vấn đề vợ chồng mâu thuẫn trong việc hướng dẫn con cái. Chúng con có cháu gái 13 tuổi, vợ con thì nghiêm khắc, bắt nó học đến nỗi lắm lúc đứa con gái có lúc vừa học vừa khóc, trong khi con thì rất là tà tà. Do đó vợ chồng hay xung khắc cãi nhau. Đôi khi vợ con nói bướng,
Vậy từ nay anh lo cho nó đi. Xin cha giúp con hiểu thêm về vấn đề này. Thật sự tôi không phải là một bác sĩ tâm lý. Tôi cũng không phải là một người chuyên về giáo dục, cho nên tôi cũng rất khó nói anh chị em trong vấn đề giáo dục. Tuy nhiên tôi muốn tập trung một điều thôi. Đó là vấn đề đức tin và giáo dục đức tin. Trống đánh xuôi càng thổi ngược thì không bao giờ đem lại kết quả tốt. Và kinh nghiệm cho thấy tất cả những đứa trẻ ở trong những gia đình mà có cha mẹ ly dị, chúng nó rất khôn. Nó xin bố nó không được, nó qua đó xin mẹ nó, bởi vì nó biết là cha mẹ không đồng thuận với nhau. Vì thế, thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông cũng cả. Ở trong vấn đề giáo dục con cái, thời nào cũng vậy, cha mẹ nào cũng muốn cái tốt cho con cái. Nhưng chính mỗi một người chúng ta cũng có những khiếm khuyết. Và vì thế, điều mà tôi muốn nói không phải là vấn đề anh dạy đi hay tôi dạy đi, mà vấn đề là làm thế nào để cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu. Mà nếu cần những điều mình không hiểu, thì mình nên hỏi những người khác. Tôi muốn tập trung ở đây thứ nhất là về vấn đề giáo lý. Cha mẹ cần phải trang bị một kiến thức giáo lý vững chắc, và cha mẹ phải làm gương cho con cái sống đời sống giáo lý. Thứ hai là khuyến khích và tạo cho con cái một đời sống đạo đức, tham gia các sinh hoạt. Đối với tôi, việc này không thể nào là anh làm hay tôi làm, mà việc này phải là sự đồng thuận và bắt buộc phải làm chung với nhau. Phải tạo điều kiện để cho con cái học hỏi đi tới nhà thờ hoặc là đi tới nhà thờ để mà sinh hoạt tất cả những cái đó. Cái thứ ba, phải luôn luôn tìm cách khám phá tài năng và hỗ trợ tài năng cho con cái. Tôi không biết cái tài năng nó là gì, nhưng hỗ trợ tài năng. Và đương nhiên, khi mình tìm hiểu, mình nếu được, mình cũng nên tìm hiểu những thầy cô giáo, những người mà giúp nó để có thể mình phát triển tài năng một cách đúng mức. Và cái cuối cùng, trong vấn đề kỷ luật con cái, đây là cái cuối cùng tôi cần nói. Con cái nó cần phải bị kỷ luật nếu trường hợp nó làm sai. Nhưng cái mà làm cho con cái nó cảm thấy gọi là cha mẹ chia rẽ nhiều nhất chính là khi cha mẹ kỷ luật. Có nghĩa là có thể mình không hợp trong vấn đề cho con nó học môn gì, có thể mình không hợp trong vấn đề cho con nó mặc áo bào gì, nhưng khi vấn đề kỷ luật con cái, hai vợ chồng nên đồng thuận với nhau. Một trong những điều mà làm cho con cái nó cảm thấy được điều mà cha mẹ không đồng thuận, ví dụ vấn đề này thì mẹ chấp thuận mà cha không đồng thuận, rồi cuối cùng ngay cả vấn đề kỷ luật, người thì kỷ luật, người thì ủng hộ, cái đó tạo cho con cái một cái sự gọi là confused, nó không có được rõ ràng ở trong đời sống luân lý và tính lý của nó. Vì thế tôi không phải là một vấn đề nhà tâm lý để mình chỉ bảo anh chị em như thế nào, nhưng tôi có thể nói được cái trách nhiệm của anh chị em là những người làm cha làm mẹ, thì giáo dục con cái về vấn đề đức tin, tạo điều kiện là cái chuyện mà anh chị em phải làm, rồi khuyến khích cho nó sống phát triển những tài năng, và cái quan trọng là khi kỷ luật con cái thì làm thế nào hai anh chị em phải đồng thuận với nhau để biết rằng điều này cả cha và mẹ đều thấy là con sai. Tất cả những cái cha, câu hỏi kế tiếp. Chúng con nghe đề tài hôm nay là đối thoại và cảm thông. Nhưng văn hóa Á Đông dạy con cái phải nghe lời bố mẹ, không cãi lại. Vậy nếu chúng con nghe bố mẹ hay người lớn nói những câu có vẻ kỳ thị chủng tộc như không thích con làm bạn với người Mỹ, nó lười, hay là đừng lấy người Mỹ da đen, nó hung dữ lắm, vân vân, thì chúng con nên đối thoại như thế nào để không bị la là hỗn? Ok. Để không bị la là hỗn, tức là cái câu hỏi này tôi không biết là đến từ con hay là đến từ cha mẹ, nhưng mà chung chung là như thế này. Thật sự nói là kỳ thị thì tôi không biết là anh chị em Việt Nam mình có cái tư tưởng kỳ thị hay không. Nhưng mà chẳng hạn như con mình không thích con, mình lấy Mỹ đen, con mình không thích lấy Mỹ. Tôi nghĩ nói kỳ thị thì nó hơi quá, bởi vì kỳ thị nó có tính cách ác ý ở trong đó nhiều. Nhưng phần lớn, hay trong chúng ta cũng có những cái lựa chọn. Mình thích cái này hơn cái kia. Và vì thế đối với con cái, chung chung tôi nghĩ cha mẹ, đối với con cái, họ cũng thích con cái mình lấy người đồng hương. Bởi vì cùng một văn hóa thì nó dễ sống hơn. Cho nên nói kỳ thị thì cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên đây là điều mình cần biết. Làm cha làm mẹ ở bên đất nước này, mình phải hiểu rằng con cái mình nó sống trong một văn hóa khác. Và vì thế mình cũng phải tôn trọng, nhất là vô tôn trọng vấn đề tình yêu cho nó. Cho nên nhiều khi chính bản thân mình, khi mình nói những lời mà con cái nó chụp mũ mình hay nó nói mình kỳ thị, nó không phải sai đâu. Một trong những cách thức để cho mình làm thế nào mình có thể hiểu được nó là: một, khi mình nói chuyện với nó,
Đừng dùng những cái lời lẽ có tính cách hằn học, thô bạo hay là chê bai. Bởi vì làm như vậy, con cái nó sẽ coi thường mình. Thứ hai, mình cũng cần phải lắng nghe ý kiến của chúng nó để cho chúng nó biết là mình tôn trọng nó. Cái thứ ba, bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng có gọi là đừng có la mắng hay nói đúng ra là nhục mạ con cái, hay là đừng có tỏ ra là chúng nó không biết điều gì. Cái thứ tư, luôn luôn tỏ ra yêu thương chúng nó và chấp nhận chúng nó. Tất cả những điều này tôi nói với anh chị em, khi anh chị em yêu thương, chấp nhận và tôn trọng, thì những gì mà nó muốn nói với anh chị em, nhất là dành thời gian với nó, thì những gì anh chị em không thích, anh chị em nói, chứ không phải là kỳ thị thì nó hơi quá nặng nề. Tôi tin rằng con cái nó sẽ nghe. Còn bằng không thì như tôi nói, mình sống trong cái văn hóa này, con cái của mình nên nhớ nó sinh ra, nó lớn lên ở đây, nó đâu có biết văn hóa Việt Nam. Cho nên khi nó sống với một cái văn hóa Mỹ như thế này, đối với những người khác, những người Mỹ trắng, Mỹ đen gì đối với nó, nhiều khi nó hợp cái tư tưởng, nó hợp lời nói, nó hợp khẩu vị ăn uống, thì đương nhiên là nó đến với nhau một cách dễ dàng. Cho nên tôi chỉ muốn cha mẹ cũng nên tin tưởng và tin tưởng cái sự trưởng thành của con cái, đừng coi thường nó. Dạ vâng, thưa cha, câu hỏi cuối là ai cũng mong được lên thiên đàng sau khi chết, nhưng con ít nghe biết thiên đàng là gì, ở trên đó các thánh làm gì. Con cũng nghe là trên thiên đàng các thánh và thiên thần được thấy Chúa nhãn tiền và chiêm ngắm thánh nhan Thiên Chúa không hề nguôi. Nghe ra như vậy thiên đàng có vẻ boring không cha? Ở trên đó thì các thánh chỉ có chiêm ngắm Thiên Chúa không bao giờ nguôi, rồi cherubim, seraphim, các thiên thần chỉ có hát lui tới holy, 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 thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Cứ mở sách Khải Huyền ra, và ở trong lời của tiên tri Isaiah cũng nói đến. Một cái câu hỏi rất là hay, nếu trường hợp mà các thánh ở trên đó rồi chúng ta lên trên đó nhìn thấy Chúa nhãn tiền mà như vậy thì chúng ta có vui không? Hay là đến một lúc nào đó nó boring? Nếu chúng ta hiểu được yêu là gì và người yêu của mình muốn được chiêm ngắm như thế nào thì chúng ta hiểu được thiên đàng. Thiên Chúa là tình yêu. Có bao giờ chúng ta thấy người ta chết cho nhau vì yêu chưa? Có bao giờ chúng ta thấy vì không lấy được người mình yêu mà họ tự tử chưa? Chúng ta nghe những câu rau tôm mà nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu vẫn khen ngon, là bởi vì lúc đó họ không cần bất cứ một cái gì cả. Niềm vui tuyệt vời của họ là trong một cái rau tôm với ruột bầu. Niềm vui của họ là trong một mái tranh, hai trái tim vàng, một túp lều tranh. Cho nên cái niềm vui đó không thể nào nói rằng nó boring được, mà nó càng kéo dài, nó càng thích. Thương nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chỉ có điều là bởi vì khi không thương nhau, nó mới trở thành vấn đề. Vậy thì đối với Thiên Chúa, chúng ta nhớ cái câu nhớ ai mà bồi hồi, như là đứng đống lửa mà như ngồi đống than. Là bởi vì khi mình nhớ, mình thương, mình không chịu được, mình muốn gần gũi. Vậy thì nếu trường hợp Thiên Chúa là đối tượng, thì khi chúng ta lên được thiên đàng, mà chúng ta chiêm ngắm được Ngài thì làm sao mà boring được? Ở trong cái bài hát, tôi không nhớ bài hát nào, trong đôi mắt em anh là tất cả. Là nếu trường hợp trong đôi mắt em anh là tất cả, hay trong đôi mắt anh em là tất cả, thì tất cả những cái khác nó đâu còn ý nghĩa nữa. Vì thế thiên đàng là gì? Thiên đàng là khi chúng ta chiếm hiểu được cái nguồn của hạnh phúc, nguồn của tình yêu. Và hãy thử tưởng tượng anh chị em cảm nghiệm lại. Tôi chỉ nói như thế này để kết luận. Khi anh chị em còn trẻ, những bạn trẻ ngồi được hai đứa với nhau, ngồi nói chuyện bên bờ kè, bên bờ sông, hay trong một cái quán cà phê, hay là trong một cái giây phút nào đó. Tưởng tượng 5 phút, 10 phút, nửa tiếng đồng hồ ngồi với nhau, thấy nó vui không? Vậy thì bây giờ làm thế nào để mà multiply, tức là nhân nó lên hàng trăm, hàng ngàn lần, và làm thế nào để giây phút đó đừng bao giờ tan biến? Đó là thiên đàng. Không thể nào boring được nếu chúng ta hiểu được niềm vui và tình yêu như thế nào. Cho nên nếu trường hợp hiểu được rau tôm nấu với ruột bào mà nó vui làm sao, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon làm sao, thì chúng ta mới hiểu được đứng trước tình yêu không bao giờ có cảnh chán đâu. Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa tất cả quý vị,
Sau đây chúng ta sẽ đi vào 15 phút chầu. Dạ vâng, xin cảm ơn.
Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiễm mình và mau thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa. Chúc tụng danh thánh Thiên Chúa. Chúc tụng danh thánh Thiên Chúa. Chúc tụng Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa và là con người. Chúc tụng Chúa Giêsu thật sự là Thiên Chúa và là con người. Chúc tụng danh thánh Chúa Giêsu. Chúc tụng danh thánh Chúa Giêsu. Chúc tụng rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúc tụng rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúc tụng mau thánh châu báu Chúa Giêsu. Chúc tụng mau thánh châu báu Chúa Giêsu. Chúc tụng Chúa Giêsu trong thánh thể trên các bàn thờ. Chúc tụng Chúa Giêsu trong thánh thể trên các bàn thờ. Chúc tụng Chúa Thánh Thần đấng bao trợ. Chúc tụng Chúa Thánh Thần đấng bao trợ. Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh. Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria. Chúc tụng rất thánh vô nhiệm nguyên tội mẹ. Chúc tụng rất thánh vô nhiệm nguyên tội mẹ. Chúc tụng mẹ lên trời cao sang. Chúc tụng mẹ lên trời cao sang. Chúc tụng danh mẹ Maria đồng trinh và hiền mẫu. Chúc tụng danh mẹ Maria đồng trinh và hiền mẫu. Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thánh sạch Đức Maria. Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thánh sạch Đức Maria. Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Amen.
và tất cả quý vị, đặc biệt đến cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy. Như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn tất một loạt các chương trình hội thảo trực tuyến với các đề tài liên hệ đến gia đình trong đại dịch COVID-19. Một lần nữa thay mặt cha xứ quý cha và hội đồng mục vụ trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose, California, xin thành thật cảm ơn tất cả đã tham dự các buổi chương trình. Đặc biệt là cảm ơn đến cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy đã trình bày những đề tài rất là thực tiễn, thực tế và giúp ích cho chúng con trong đời sống đạo. Và như con đã thông báo trong lúc đầu là chúng ta lại có những cái buổi giảng tĩnh tâm mùa vọng do giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose tổ chức, cũng do cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy hướng dẫn trong 4 cái ngày thứ 6 liên tiếp để chuẩn bị cho mùa vọng chúng ta đón Chúa Giáng sinh năm 2020. Thành ra xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày thứ 6 tuần tới, ngày 27 tháng 11 vào lúc 7 giờ tối. Chúng ta cũng bắt đầu lúc 7 giờ với phần giảng của cha giáo và sau đó là có 15 phút cuối sẽ là giờ chầu thánh thể. Xin thành thật cảm ơn và xin hẹn gặp tất cả trong vào ngày thứ 6 tuần sau. Xin thành thật cảm ơn. Xin tin thao.